Xin mến chào quý vị đã trở lại với chương trình thông tin và giải trí của chúng tôi trên đài 57.6 được phụ trách bởi luật sư Dina Nguyễn và Michelle Đỗ. Và đến với chương trình của chúng ta hôm nay, chúng ta có hai vị khách rất là đặc biệt, đó là anh Bùi Mạnh Cường và ứng cử viên Quốc hội cô Amy West. Michelle xin kính chào anh Mạnh Cường và Amy West. Xin mọi người gửi lời chào tới quý vị khán thính giả của chúng cảm ta. Cảm ơn chị Michelle cũng như là thân chào cô Amy West. Lần đầu tiên được cơ hội gặp và tôi rất là cảm phục cái sự nhanh nhẹn cũng như là cái nỗ lực tranh cử của Amy. Tôi là Bùi Mạnh Cường, là một tình nguyện viên phụ trách về vấn đề bầu cử, khuyến khích cử tri đi bầu thật đông. Amy Phan West đây. Cảm ơn quý vị. Chào mấy bác, mấy anh, mấy chị, mấy em. Bữa nay thì mình gần tới rồi, bỏ phiếu rồi, tháng 3, ngày 3 rồi. So mình sẽ nói về bỏ phiếu một chút nữa. Dạ vâng. Thì tất nhiên là để tranh thủ thời giờ của chúng ta, là tại vì mình sao được biết rằng là ngày bầu cử sơ bộ sắp tới là ngày 3 tháng 3 sắp tới đây quý vị. Cho nên chúng ta sẽ có anh Bùi Mạnh Cường sẽ trình bày cho chúng ta làm như thế nào để cả cộng đồng đều đi bầu, và nếu mà những người chưa ghi danh đi bầu thì phải như thế nào. Thì em xin mời anh Bùi Mạnh Cường. Xin bổ túc lại với chị Michelle cũng như là Amy và tất cả quý vị, chúng ta không có phải đợi tới ngày mùng 3 tháng 3 chúng ta mới đi bầu. Ngay từ giờ phút này, quý vị nhìn ở trên cái màn ảnh, cái số phone đó, gọi ngay cho văn phòng dân biểu Tyler Diệp để được hướng dẫn. Chúng tôi đã thông báo cái số phone này và rất nhiều đồng hương, từ trẻ tới lớn, từ những người chưa bao giờ ghi danh bầu cử, những người muốn bầu cho Tổng thống Trump mà không thấy lá phiếu có tên Tổng thống Trump, những người đổi địa chỉ từ thành phố này qua thành phố khác, chúng ta chưa ghi danh bầu cử, thành ra xin vui lòng gọi ngay cái số đó để chúng tôi phục vụ, không bao giờ trễ hết. Cho tới giờ phút này, cho tới ngày mùng 3 tháng 3, tới 8 giờ ngày mùng 3 tháng 3, chúng ta vẫn có quyền đi bầu, nhưng xin đừng có đợi đến ngày cuối cùng. Quý vị sẽ phải đợi ở ngoài trời lạnh 3-4 tiếng đồng hồ để được ghi danh bầu cử. Trong khi đó, chúng tôi có rất nhiều tình nguyện viên đang chờ đón quý vị, gọi ngay cái số phone mà quý vị đang thấy ở trên màn hình để được sự giúp đỡ, sự đi tham dự bầu cử của quý vị, gây tiếng nói, gây sức mạnh cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, rất có lợi cho tất cả những cái vị dân cử gốc Việt ở đây. Thí dụ như trường hợp của cô Amy West, Amy Phan West, ông giám sát viên Andrew Đỗ, ông dân biểu Tyler Diệp. Thành ra chúng tôi khẩn khoản yêu cầu còn có 3-4 ngày nữa, chúng ta nên tham dự bầu cử một cách đông đảo. Dạ vâng, cảm ơn anh Cường. Rồi bây giờ chị trở lại với Amy West. Thì trong cái mùa bầu cử này, em là một người ứng cử viên cho Quốc hội. Và trong cái quá trình mà campaign rất là tích cực của em, chị thấy đó, thì em có lời gì để gửi tới quý vị khán thính giả hôm nay? Bây giờ đó, cái campaign của em á, Quốc hội liên bang very busy. So người ta đó, mấy người đã đưa điện thoại Amy, nói là tại sao tôi không có cái tên của ông President Junior Trump, Trump Junior, Donald Trump Jr. So that's why Amy nói là tại vì in 2019 cái DMV đó nó accidentally, they say they accidentally thay đổi cái người đảng Cộng Hòa cho đảng Dân Chủ, hay là non-party preference. So bây giờ họ không có cái tên của ông Trump ở đó. So Amy giúp họ register, and then also mấy người đem cái absentee ballot tới cái viên phòng của Amy as well. So viên phòng của Amy đương sẽ đi bỏ vô trong. Khoan, để chị ngắt lời em cái, nhắc tới cái vấn đề này quý vị. Tại vì chương trình có mời cô Amy West tới với chương trình trong một vài chương trình trước. Và có nhiều người gọi hỏi với chứ chị ơi, chị Michelle ơi, em không có rõ là cô Amy West này là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, vậy em chỉ bầu cho đảng Cộng Hòa thôi mà cô này là đảng nào với chị? Oh my goodness. So quý vị, Amy Phan West là đảng Cộng Hòa, ủng hộ ông President Donald Trump. Cộng Hòa muôn năm hả không ạ? Cộng Hòa muôn năm. Và em nói thêm, em là em là con của ba của em đi lính. So, là em là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị. Cộng Hòa, đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị Michelle. Dạ vâng, rồi thì
bây giờ đó, nếu mà em thấy là có rất là nhiều người họ nói là cũng giống như Amy West vừa nói đó, họ muốn bầu cho ông Tổng thống Trump mà cũng không thấy tên ông Tổng thống Trump cho cái phiếu về, thì văn phòng của anh đó làm cách nào để mà có đủ thời gian để mà hướng dẫn họ để mà làm điều này không? Thưa, cái vấn đề mà có rất là nhiều vị không có, xưa nay vẫn bầu, vẫn là Đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên là sẽ bầu được cho Tổng thống Trump trong cái kỳ này, cũng như là có những người mà thuộc ở những đảng khác. Thì bây giờ đó, nếu trường hợp, bất cứ trường hợp nào xảy ra, chúng ta không có muốn bầu cho Tổng thống Trump, một cách duy nhất vào giờ phút này tới ngày mùng 3, nhưng đến ngay từ bây giờ nhìn vào cái số phone ở trên màn hình để mà gọi cho văn phòng của dân biểu Tyler Diệp. Ở tại đó có những người tình nguyện viên đã làm việc nhiều năm ở trong cái ngành nghề này. Người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị, nếu quý vị không có tên Tổng thống Trump ở trên cái lá phiếu của mình, điều đó có nghĩa là quý vị bị đổi đảng một cách bất đắc dĩ. Vì một cái... có thể cũng giống như hồi nãy Amy vừa nói đó, vì lúc mà họ... Vì một cái sai sót nào thành ra, hoặc là quý vị từ xưa nay nghĩ là mình cứ bầu cho đảng, chúng ta là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà trên cái lá phiếu thì như Amy West có nói á, là cái lá phiếu đó vì DMV hay là bất cứ cơ quan nào nó làm sai sót, nó đổi cái Đảng Cộng Hòa qua cả là không có đảng nào hết, thành ra chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy. Thì trong những trường hợp đó, xin nhìn vào cái số phone ở trên màn hình và gọi đến đó, mất chừng độ 5-3 phút để mà đi tới. Hiện nay chúng tôi có nhận được rất nhiều quý vị cao niên rất là tức bực vì lý do 40 năm nay đã bầu cho bên Cộng Hòa nhưng tự dưng bữa nay lại không có đảng phái. Thì cái đó bây giờ mà chúng ta hạ hồi phân giải là cái nguyên do như thế nào, chúng tôi sẽ yêu cầu có cái mở cái cuộc điều tra về những sai trái đó. Chúng ta đến ngay cái văn phòng của dân biểu Tyler Diệp hoặc là văn phòng của ứng cử viên Amy Fan West để thay đổi. Công việc này nó không khó khăn gì cả. Mất chừng độ 5 phút là chúng ta được bầu trực tiếp. Đối với những người mà đang có lá phiếu trong tay, do dự chưa muốn đi bầu, hoặc bầu sai người, bây giờ muốn đổi ý, hoặc là chúng ta mới đổi địa chỉ về đây, từ nhà này qua nhà khác, chúng ta chưa khai báo với cơ quan tổ chức bầu cử, thì một cách duy nhất, đừng có gửi lá phiếu đi ra ngoài, đưa cái lá phiếu đó lại văn phòng chúng tôi. Quý vị có, chúng tôi có thể chở quý vị tới tận phòng phiếu, hoặc quý vị giao cho chúng tôi, giao cho văn phòng của Amy West, giao cho văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ và văn phòng của dân biểu Trần, dân biểu Tyler Diệp. Quý vị, cái lá phiếu của vị sẽ được bảo đảm, tiếng nói của vị sẽ được cộng vào với những tiếng nói khác để tạo nên một cái sức mạnh lớn cho cộng đồng Việt Nam trong cái kỳ bầu cử năm nay, thưa Em thấy là trong cái chương trình bầu cử đó là anh Cường không có cần phải đi gym để work out. Em từ lần trước gặp anh tới bây giờ em đã thấy hình như là anh on shape hơn. Không, thì bây giờ đó, cái thể xác thôi nó có xuống, nhưng mà miệng của tôi nó cứng hơn. Nói nhiều quá, một ngày nói 3-4 kỳ trên radio TV này. Về tới nơi có nhiều khi về tới nhà tôi kêu vợ tôi làm cho một ly nước chanh, rồi tôi uống đi nước chanh, tôi nằm liệm ngủ lúc nào cũng hay vậy, gọi ăn cơm không thèm ăn nữa, điều quá mệt. Rồi, đúng rồi. Dạ vâng, rồi chị nè, chị cũng thấy nè, quý vị thấy cô gái bé nhỏ như là Amy West của chúng ta mà một ngày đi bộ để mà campaign cho cổ, đi bộ bao nhiêu căn nhà và đi cắm bao nhiêu bảng. Rồi bây giờ gặp cái trường hợp là công tình đi cắm bảng rồi còn bị người ta gỡ bảng, khóc hù hù với chị Michelle ơi, em cắm bảng hồi nãy gỡ bảng của em rồi, tội nghiệp. Rồi quý vị đó, nếu mà ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho cô Amy West để ngồi vào một cái ghế ở Quốc hội để lên tiếng nói cho chúng ta, Đảng Cộng Hòa, hậu vệ của Đảng Cộng Hòa, thì quý vị phải giúp đỡ cô Amy là thấy cái sai nào của ở đâu mà cô Amy cấm đó, mà thấy là ai phá hay ai lấy ra là phải cấm lại cho cổ. Cái đó là tinh thần dân tộc của chúng ta biểu hiện qua những hành động này, các bạn không ạ? Dạ đúng rồi, please, yes. So mấy người đó ở trong cái địa hạt của 47 á, message là điện Amy nói là ô có ai đấy xuống tôi gắn lên lại. Rồi, so, cảm ơn quý vị. Tinh thần dân tộc của chúng ta đó phải giúp đỡ lẫn nhau, và nhất là bây giờ
Cô Amy West là đại diện cho District số 47 gồm những cái thành phố nào, em nhắc lại cho quý vị. Ok, so cái địa hạt 47 là từ Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Los Alamitos, Cypress, tới LA County là Signal Hill, Lakewood, Catalina Island and Long Beach. So quý vị ở trong cái city đó xin bỏ phiếu, ga bỏ phiếu cho Amy, tại bây giờ anh Cường biết là với chị Michelle biết là cái election này primary á là nó nói là ai có nhiều phiếu nhất mới được vô trong tháng 11, right? So bây giờ quý vị người Việt mình giúp nhau sẽ đi ga để cho người ta thấy cái power của người Việt của mình là mình sẽ ga có tiếng nói. So xin bỏ phiếu cho Amy, cho like you know anh nói là anh Andrew Đỗ với Tyler Diệp. And so you know we have to represent người Việt của mình. So please quý vị đi ra bỏ phiếu cho Amy Fan West ứng cử cho Quốc hội liên bang để mình có tiếng nói. Tại vì Amy biết là người Việt mình có nhiều issue để mình muốn bring to the forefront. But Amy thắng được tháng 3 mới được đem mấy cái này ra learn national attention. Với tỷ mình có issue về you know Việt Cộng or you know trade về mấy cái đó, unless Amy thắng được tháng 3 ngày 3 mình đâu có được nói về cái này cho national attention. Dạ, đúng vậy Amy. Yeah. Cái câu nói lịch sử của ông dân biểu dân chủ Norman Minota, ông ấy nói là nếu chúng ta ở trong một cái bàn tiệc, chúng ta không có ghế ngồi, thì chúng ta chỉ là một là thức ăn cho người khác ăn, hoặc là những người server đứng hậu bàn ở phía ngoài. Yeah. Thành ra không có lá phiếu, không có người đại diện ở đó, chúng ta không có tiếng nói gì hết. Yeah. Thành ra chúng ta đã nhìn thấy một cách rõ ràng là cái dự luật nhân quyền của chúng ta tại Quốc hội từ thời bà Laura Sanchez cho tới giờ phút này được bên này ủng hộ thì bên kia nó hạ xuống. Và cái dự luật nhân quyền của chúng ta 20 năm hơn chưa bao giờ được trở thành luật. Thành đó là những cái điều mà rất là căn bản mà rất là thực tế. Không có đại diện, chúng ta chỉ là những người phụ bếp, chúng ta chỉ là những người phụ bàn, chúng ta chỉ là những người là những món thức ăn để cho những người khác sử dụng. Dạ vâng, để nói tiếp thêm với lại anh Bùi Mạnh Cường, riêng đối với Michelle phụ trách cái chương trình này với luật sư Dina Nguyễn đã qua nhiều chương trình, Michelle có bày tỏ cái sự quan tâm của Michelle tới cái thế hệ sắp tới. Và tất nhiên thế hệ của Michelle và thế hệ lớn hơn nữa, rồi cũng như là tre già rồi măng mọc, thì quý vị cũng biết là cái thế hệ của chúng ta về sau, giới trẻ ở đây phần đông là các trường đại học đã fail chúng ta. Và phần đông các em giới trẻ bây giờ là đi theo cái đường hướng của xã hội chủ nghĩa. Và Amy West là một cái người trẻ nhưng là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cần phải ủng hộ cô ta để cô ta là cái người lead một cái thế hệ trẻ sắp tới để biết cái xã hội chủ nghĩa nó như thế nào, và chúng ta phải tránh xa cái xã hội đó. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông tin thương mại.